thành lập vào năm 2005. Đến nay, Bệnh xá Quân dân y của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho nhân dân các xã phía Nam huyện A Lưới như A Ròn, A Đớt, Hương Lâm, Đông Sơn, Hương Phong. Bệnh xá đóng ở khu vực có dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi, Pa Cô và Ca Tu. Ở khu vực biên giới, đời sống khó khăn, dân trí thấp. Khi đau ốm, người dân vốn chỉ biết tìm đến thầy mo để chữa bệnh. Thế nhưng, từ khi có Bệnh xá Quân dân y của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, được sự hướng dẫn tuyên truyền của các chiến sĩ bộ đội cũng là cán bộ y tế, bà con ở đây đã dần dần thay thói quen tìm đến thầy mo, thay vào đó là tìm đến bệnh xá. Dân ở đây là hết sức, hết lòng là cũng là bác sĩ là được là khám chữa, tạo điều kiện, có tiền, có đồ là phải là điều kiện là nó điều trị, sắp xếp này, cách này, đã cho thuốc men này, thì rất là quan tâm là đến là ở đây. Bà con ở đây là rất là mừng, này, có là con ở đây, có là bác sĩ, là Đoàn Kinh tế 92, là phục vụ, để đều là đúng đắn. Chăm sóc chỗ đạo, dân. Họ tiêm họ chưa bữa nào ngày nào không có bác sĩ quan tâm dân làng là không khói, mà giờ có bác sĩ ở đây quan tâm con là dân làng, là người nào đau cứ để bệnh viện ở đây. A Lưới là một huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là các cộng đồng Pa Cô, Tà Ôi, Ca Tu, Pa Hi. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 được Bộ Quốc phòng thành lập vào tháng 5 năm 1999 và được giao đảm nhiệm khu vực huyện A Lưới, trong đó chủ yếu là xây dựng khu kinh tế quốc phòng A So với 5 xã phía Nam huyện. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 là góp phần thay đổi nhận thức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, các đồng bào thiểu số. Năm 2005, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn đã xây dựng bệnh xá quân dân y kết hợp với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng ở dưới chân đèo A5, xã A Roàng. Bệnh xá có 15 giường bệnh và cả trang thiết bị y tế tiên tiến như máy siêu âm, máy X-quang, máy xét nghiệm nước tiểu, máu. Bên cạnh đó, đóng ở cạnh một suối nước nóng của xã A Roàng, bệnh xá còn có điều kiện khai thác để khám chữa bệnh vật lý trị liệu. Hiện nay, bệnh xá có 14 nhân viên, trong đó có 2 bác sĩ, 6 y sĩ và các nhân viên khác. Tất cả đều thuộc biên chế và hợp đồng của quân đội. Sống giữa rừng núi xa xôi hẻo lánh, nhưng những bác sĩ, nhân viên y tế đeo quân hàm xanh vẫn không quản khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào miền núi. Không chỉ điều trị và khám chữa bệnh, đội y bác sĩ ở đây còn rất quan tâm đến công tác tư vấn sức khỏe cho người dân, hướng dẫn họ cách tự bảo vệ sức khỏe bằng cách thay đổi lối sống, ăn chín uống sôi, gìn giữ môi trường sống sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh chung. Trong 10 năm qua, bệnh xá luôn là một địa chỉ tin cậy của bà con dân tộc thiểu số ở đây. Trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng đã lồng ghép cái chương trình tuyên truyền cho bà con hiểu được cái nếp sống vệ sinh khoa học. Đây là biết phòng các cái loại bệnh dịch truyền nhiễm trên khu vực. Rồi là về công tác kế hoạch giá tài hóa gia đình cũng như là tất cả các cái chương trình y tế cộng đồng trên khu vực. Là một bệnh xá quân dân y kết hợp, bệnh xá thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 vừa làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho lãnh đạo và chiến sĩ thuộc đoàn, vừa khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở 5 xã phía Nam huyện A Lưới. Trên địa bàn trải rộng như huyện A Lưới, việc hình thành một cơ sở khám chữa bệnh thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đã thực sự nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở huyện miền núi còn khó khăn này.
Bệnh xã bằng tất cả khả năng của mình đã làm tổ công tác khám chữa bệnh cho đồng bào, góp phần làm giảm tải cho trung tâm y tế huyện A Lưới và các bệnh viện tuyến trên. Ở gần cửa khẩu A Đớt, thỉnh thoảng bệnh xã còn khám chữa bệnh tận tình cho các bệnh nhân là người Lào do điều kiện khó khăn phải qua Việt Nam chữa bệnh. Qua đó tạo hình ảnh tốt đẹp về tình đoàn kết Việt Lào anh em. Riêng bệnh xã Đoàn 92 là một cái bệnh xã như một tuyến hai, một bệnh khu vực, là phụ trách 5 cái xã vùng trong và đã có đầy đủ bác sĩ, có các cơ sở giường bệnh, X-quang, siêu âm, điện tim để khám chăm sóc cho nhân dân, vừa khám ban đầu vừa khám điều trị như một bệnh phòng khám đa khoa. Thì trong những năm qua thì chúng tôi đã phối hợp tốt với bệnh xã Đoàn 2 cũng như Đoàn Kinh tế Cộng đồng 2 để làm sao cái sự khám chữa bệnh vừa cho quân đội và nhân dân trên địa bàn đều tốt. Nói về tình cảm quân dân giữa bộ đội Việt Nam và các bộ tộc Lào giáp biên giới Việt Lào tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, không thể không nhớ đến bản Ca Lô, huyện Ca Lùm của tỉnh Sê Công, nước bạn Lào. Ca Lô là bản nghèo nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nằm sát biên giới Việt Lào tại xã A Đớt, huyện A Lưới. Bản được thành lập vào năm 2009 nhờ vào sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Hàng chục hộ gia đình du canh du cư đã được bộ đội biên phòng tập hợp về đây. Người bạn Ca Lô vẫn còn nhớ hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ ít nói, điềm đạm nhưng chân tình và sốc vác, hết lòng với dân bản ngày nào. Những mái nhà được dựng lên, đường xá được phát quang, tất cả đều một tay bộ đội. Bộ đội Việt Nam còn giúp dân bản xây dựng nếp sống mới, ăn xôi, nấu chín, sống vệ sinh, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Không có các anh, những người dân bản Ca Lô hẳn vẫn còn sống đời sống du canh du cư trong những cảnh rừng già đầy tai họa rình rập và đói khổ. Sáu năm qua, bộ đội Thừa Thiên Huế vẫn không ngừng giúp đỡ dân bản khi họ cần đến. Chúng tôi rất biết ơn bộ đội Việt Nam. Ngay trước, chúng tôi không có những ngôi nhà như thế này, không có bản làng, không có đời sống ổn định và an toàn như hiện nay. Nhờ bộ đội Việt Nam, chúng tôi ăn ở vệ sinh, ngăn nắp, đoàn kết và cùng xây dựng thôn bản đàng hoàng. Cảm ơn bộ đội Việt Nam, các anh vẫn qua thăm chúng tôi luôn và giúp chúng tôi bất cứ điều gì khi chúng tôi không thể tự giải quyết được. Nhiều năm qua, các xã biên giới của huyện miền núi A Lưới luôn ổn định về chính trị, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và cải thiện rõ rệt. Đó là nhờ lực lượng bộ đội biên phòng. Bám dân, bám đất với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các chiến sĩ biên phòng thêm chắc tay súng, kiên định bản lĩnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào ruột thịt và xây dựng tốt mối quan hệ với các nước láng giềng anh em. Hàng năm, các đồn biên phòng như A Đớt, Hồng Vân, Hương Nguyên đều tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa giúp đỡ bà con dân tộc như các chương trình tặng học bổng, nâng bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình hũ gạo tình thương cho các hộ gia đình chính sách neo đơn, chương trình ao cả quân dân, xây dựng hồ điểm trong phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh, vân vân. Những việc làm của bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng giúp chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng cao biên giới. Qua đó cũng hỗ trợ đắc lực cho công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu và làm đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế tại các xã biên giới, vấn đề luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm chú trọng. Đi dân nhớ, ở dân thương, những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ dù ở địa bàn nào, dù ở lĩnh vực nào cũng đang nỗ lực cố gắng hết mình cho dân và vì dân.